Trái này là tuổi thơ 89X, ở Việt Nam mình ngày xưa đi học rồi á, có bán. Bên này có cây đu đủ mà bông không à. Đu đủ này đu đủ đực, nó mới có bông như vậy nè. Bây giờ bà con mình cũng hay dùng bông đu đủ đực để làm thuốc á. Sầu vườn nha, em mới hái xong. Đủ loại luôn. Mời mời cô chú anh chị dùng xoài. Nhà còn kiểu này thì chỉ có ngày xưa, ngày hồi đó mới có thôi. Còn vẽ lên đỏ đỏ xanh xanh đó cả nhà. Ó giật nhẹ phẻ luôn, phê ru luôn. Phê ru bà ru luôn. Thế là có ô môi ăn rồi đó. Cô chú anh chị đây là bông sen. Bông sen trắng. Làm gì đây? Phơi mình làm nấu nước trà uống, ăn thần ngủ rất là tốt. Nè cả nhà, cái bông này là coi như nó thiếu nước mà. Nó không được tốt cho lắm á. Nó mới vậy nè. Nó nở tè le gì luôn, màu trắng nha. Dưới quê mà nhà cửa không biết như thế nào, nhưng mà tường rào thì phải bao đẹp rồi đó. Trời ơi, lọ nghẹ không, lâu lắm mới thấy lại cảnh này. Nấu này có canh không hay là khó mặt? Bông này bông cải để dành làm giống nè. Đây hai trái à, ngon lành. Thứ đây ba trái. Phía trước này gì đây, đúng cây. Xin chào cả nhà. Cả nhà mình thấy ngay cái công ty ở đây nè, có một cái con đường hẻm rất là nhỏ luôn, nhưng mà ở phía trong á thì nó là cảnh thôn quê đồng và nhà vườn của bà con mình ở đông lắm. Thì trong cái video clip kỳ này, mời cả nhà mình cùng em vào trong cái con đường này khám phá một tí xíu nha cả nhà. Con đường nhỏ nó không có tên, nhưng mà nó nằm ở tuyến con đường tỉnh 835 nè, cái tuyến lớn ở ngoài xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày nay đó cả nhà. Cái hướng này là mình đi về cái khu công nghiệp Tân Kim cũng như là trung tâm của thị trấn Cần Giuộc đó. Còn hướng này là mình xuống khu vực chợ Gò Đen ra quốc lộ 1A ngày nay nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mời cả nhà cùng đồng hành với em trong clip hôm nay nha. Mình sẽ vào trong ngay sau đây nha. Ở phía ngoài đó mình đi vào trong cái con hẻm nhỏ này. Bên đây là công ty, không biết công ty gì luôn, ở xã Mỹ Lộc. Con đường này nếu mà hai chiếc xe né nhau thì nó hơi khó. Ủa đây nè, nhà vườn phía trước trồng bưởi. Bưởi, không biết bưởi gì mà trái chĩu quả luôn. Cao này là cao tứ quý, trái chín à. Mít nè cả nhà, thấy song song mình chạy không? Nhà vườn trồng mít. Mấy cái cua này cũng quẹo qua cũng phải cẩn thận nữa. Nó gấp quá với lại nó che cái ánh nhìn đó cả nhà. Phía trước có bảng hủ tiếu chay Mỹ Ngọc kiển. Dưới quê là hầu như bà con mình trồng kiển không à. Chứ ngoài kiển ra chứ không có gì hết. Kiển cho nó mát mẻ trước căn nhà mình, với lại quê an nhàn mà. Sau đồng án đó là mình chăm sóc những cái cây mà mình yêu thích trước nhà cũng là một cái thú vui cả nhà. Tháng này ruộng đồng ở khu vực cũng khô queo luôn. Tới đây là một ngã ba, có một cái con đường đá xanh ở đây. Mình sẽ chạy vào trong đây nha cả nhà. Ngoài đây là mình ra một cái tuyến khác nữa rồi. Nguyên một đám ruộng lớn ở đây. Nhà khu vực này ở cũng sát sát nhau giữa đồng đó cả nhà. Bụi tre lớn không? Thì ở đây là một cái khu vườn của nhà anh Minh. Khu vườn này á, phía trong trồng rất là nhiều cây ăn trái luôn, cũng như là bông hoa ở nơi đây.
cây nhà lá dường nha cả nhà. Có những cây mà ngày xưa tuổi thơ đầy kỷ niệm được trồng ở nơi đây. Bây giờ thì mời cả nhà cùng em khám phá cái khu vườn của nhà anh Minh trong clip hôm nay nha. Rung. Anh rung lá nó rụng hết ráo anh ơi. Mình phải thử trước rồi nó chắc cú không nó leo kia. Nó rụng tùm lum lá xuống nè. Ở ngoài đây có quá trời trái luôn. Mấy trái ngoài đây chắc chín rồi nè. Làm sao hái được đây? Đó trên đây nào Minh? Từ từ kỹ, nó có con sâu bự lắm. Sâu đâu mà sâu? Con sâu nó bự chà bá luôn. Không ơi, gãy không bạn? Không đâu, cái nhánh nó bự lắm. Trời ơi, cao quá vậy. Buổi trưa mà ra hái ô mồi à. Hay dạ. Lên đây, trên đây phải dặn vậy nè. Dặn như dặn dừa vậy đó hả? Ừ, dặn như dặn dừa đó. Ố, một cái. Làm sao mà mình giật cho nổi. Đúng ghê không? Mình hái hết cái cây này chắc cỡ 5 bao. Ố, giật nhẹ phẻ luôn, phê ru luôn. Phê ru bà ru luôn. Thế là có ô môi ăn rồi đó. Lên đất ơi. À, những trái bô môi nè cả nhà. Đây. Ủa trái như vậy có tạo mặt chưa Minh? Có rồi mà chưa có nhiều. Mình thấy để cái này là thường thường là quăng dưới sàn giường đó phải không? Giường dán thành tủ cũng được hết. Cho nó tạo mặt ra. Tạo mặt ra. Này cũng có rồi mà chưa có nhiều. Khu vườn này nhiều cây lắm cả nhà. Ở khu vực này là trồng điều. Điều cây con không à. Bên kia mới có trái. Lát nữa em qua em chia sẻ với cả nhà mình xem ha. Những cây điều với lại có một cái ao sen. Điều con. Đây là cây cóc. Cây cóc đầy trái con chưa ra, chưa lớn nữa. Bông quá trời bên đây. Cóc thái nó lùng lùng vậy nó có trái rồi cả nhà. Ngoài kia là mía nè. Đó, cây mía này, một bụi mía. Mùa này nó khô queo nước hết ráo. Mấy cái dòng kênh này nó không có nước, nước nẻ luôn. Đây là cái ổi. Ổi này ổi gì vậy Minh? Ổi ngày xưa. Ổi này chắc hạt nhiều lắm nè. Cái xoài này giờ thấy không có trái gì đâu mình ơi. Thấy vô hết hả? À, đây. Còn vài trái trên đây. Chủ vườn vừa hái hết rồi cả nhà. Xoài này xanh xanh chua chua. Chấm mắm đường ăn là đã luôn á. Ủa cây bên đây có cây đu đủ mà bông không à. Đu đủ này đu đủ đực. Nó mới có bông như vậy nè. Bây giờ bà con mình cũng hay dùng bông đu đủ đực để làm thuốc á. Trị rất là nhiều bệnh luôn á. Không biết bệnh gì nữa. Đây một cây. Bên đây một cây nữa nè. Hai cây. Bông nè. Bông này còn non luôn. Nhìn ở phía ngoài đám ruộng bên kia nứt nẻ, nắng quá trời. Mùa mưa nó không có xuống. Cây cỏ với lại hoa trái bây giờ nó cũng không có tươi tốt nữa. Thiếu nước á cả nhà. Mấy này là để trữ nước lại tưới cây á, mà giờ nó khô queo hết. Đây là nhà đam. Nhà đam anh Minh anh trồng nguyên hàng luôn rồi sạch. Ồ anh kéo xuống một nhánh luôn nè.
Đây là anh Minh chủ vườn nha. Đó, anh dặn. Ô môi mà dặn đi như là hái dừa vậy đó. Em xin chào cô chú anh chị. Ô môi mà dặn như dặn dừa vậy đó ha. Dặn dừa, cứng lắm. Đó. Cái cuốn nó cứng lắm. Ủa, nhưng mình hái gì mình có biết là nó chín chưa mà mình cứ dặn liên tục vậy? Chín rồi, nó một điều một cỡ mà. Chín rồi mà cỡ này thì chưa mật nhiều. Mình để chừng nửa tháng nữa tươm mật ra mình ăn. Này mình để nửa tháng nữa mới ngon. Nó nhẹ trái rồi nè. Ôi trái thì chà bá luôn. Trái nó nhẹ rồi đó, nó nhẹ luôn. Cái này nó dai lắm á, chứ không chín đâu. Trái này là tuổi thơ 89X à. Ở Việt Nam mình ngày xưa đi học rồi á, có bán. Đây, đây có một cái. Rồi để em dùng thử một miếng coi như thế nào nha. Mời cả nhà. Chín rồi đó. Nó ngọt ngay luôn á. Nó ngọt à. Nó ngọt mà nó có cái mùi mà cái mùi chất của trái ô môi á, ai quen mới ăn được nha. Cái này chưa, những người nào mà không quen cũng không được đâu. Ngon, ngọt á. Cái này để chừng một tuần nữa thôi. Nó tôm mặt ra dữ lắm. Tôm mặt ra là ăn là ngọt dữ nữa. Đây anh hai một đống, bên kia một đống nữa. Lát đem vô chia cho bà con người một. Quên chia sẻ cả nhà, đây là cây seri, mà seri này thì nó cũng không được tốt mà. Cái mùa này thiếu nước á, thiếu nước nắng quá. Đây có trái chín luôn nè, một trái chín seri, đây trái non. À, khu vườn ảnh trồng quá trời cây trái luôn á, hai trái chín xuống nè. Trái seri nhỏ xíu à. Ở phía sau này anh có cái nguyên cái rừng tràm nè, anh tận dụng anh gom để anh nấu nè. Mùa nắng này anh phơi luôn, để đây nắng quá phơi khô queo. Chụm nước với lại chụm lâu lâu có kẹt cái gì đó chụm ở ngoài đây á cả nhà. Cái này nước hả? Đúng rồi, nước sôi á. À, trời ơi, lọ nghẹ không, lâu lắm mới thấy lại cảnh này. Nấu này có canh không hay là khó mặt? Vậy đó, nào tắt mình xuống mình nhúm lên. Này là tới Tết là nấu nồi bánh tét là hết ý luôn. Yeah. Chưa nắng hả? Trời ơi, đứng đây nó nóng. Cho bếp nè cả nhà. Cho này mình bón phân cũng được nữa. Bếp củi ngày xưa. Rabina là cây gì? Rabina bổ lắm, dinh dưỡng lắm. Không, cây này lạ không biết nha. Cây rau. Sao mình không nhân lên mình trồng nhiều lên. Tới mùa mưa nhân lên. Cái này mình mấy cây. Ở đây em được 3 cây. Ủa cái này là mình nấu canh hay sao? Nấu canh với luộc với xào gì cũng ngon, rất ngon. Chưa ăn nha. Muốn đặt cọc rồi nha. Còn dây này dây sâm thì phải không ha? Đúng rồi, đó dây sâm. À, dây nhân sâm đó cả nhà. Nhân sâm này mình hái vào mấy cái lá già già này mình dò nè. Nhớ ngày xưa mình cũng có ăn. Đó. Nhân sâm dây quá trời dây luôn. Đây giới thiệu cho cô chú anh chị luôn. Giới thiệu cho cô chú anh chị đây là bông sen. Hoa sen trắng. Làm mình gì đây? Phơi mình làm nấu nước trà uống, ăn thần ngủ rất là tốt. À. Dễ ngủ lắm mấy cô chú anh chị lớn tuổi uống dễ ngủ. Bông sen lấy từ dưới đây hả? Đúng rồi, nó cái bông đó đó. Mình hái bông lên mình đem mình cúng Phật xong mình đem ra mình phơi nắng. Phơi chừng 2 nắng là về là vô mình làm trà được rồi. Uống tốt lắm á. Ở mấy chùa gần đây nè, mấy cô chú lớn tuổi đó hay lại xin lại về tối pha trà pha uống. Uống ăn thần dễ ngủ. Hồi đó giờ mới biết luôn á, bông sen mà uống trà á. Trắng. Giờ anh Minh anh chia sẻ mới biết. Cái này anh tích trữ củi quá trời. Sen này sen tiết Quan Âm. Củi này mà xin với cái này mình mua hả, là mình xin củi nè. Củi này bữa bên đây người ta cưa tràm á, thì ta lấy mấy cây bự, mình lấy mấy cái nhánh nhỏ mình chùm.
mấy cái quai dừa đó cả nhà. Đất mình rộng, mình nấu bếp củi thì cũng ok. Nó đi vòng qua đây. Mời mời cô chú anh chị ăn xoài mới hái. Sầu vườn. Sầu vườn nha, em mới hái xong. Đủ loại luôn. Mời mời cô chú anh chị dùng xoài. Xoài này là thấy hai loại đó. Ba loại luôn. Dạ. Ba loại. Cái này chín nè. Ba loại đó. Cái này là xoài hôm mũ hôm. Nè. Nó gọi là hôm hôm. Xoài này là xoài mũ nè, xoài này xoài thái nè, còn xoài này là xoài bơm nè. Ba loại. Đã quá ha. Lát đặt cho em 2 kg nha. Trái này hả, ăn là mà xỉu luôn nè. Cái này là những trái xoài mà anh Minh anh hái từ vườn ở phía đi ngoài hái. Mình quay á cả nhà. Không có xịt thuốc gì hết trơn á. Thiên nhiên à. Rồi bây giờ mình sẽ ra cái ao. Ở đây anh trồng rau lan nè. Rau lan với lại đọt nhãn lồng. Đây đây, bông sen nè cả nhà. Đó. Cái bông sen của nó chưa nở nè. Cái bông sen nở nó mới là gọi là đẹp á cả nhà. Hồi đó giờ em cũng thấy nhiều cái loại bông sen lắm. Nhưng mà cái sen này em thấy là đẹp tuyệt vời luôn á. Đây, mình đi ra cho cả nhà mình xem ha. Chịu khó lội xuống, nó hơi sâu. Ôi, có mấy cái cầu nữa nè. Nè cả nhà, cái bông này là coi như nó thiếu nước nè. Nó không được tốt cho lắm á. Nó mới vậy nè. Nó nở tè le gì luôn, màu trắng nha. Dưới đây chỉ có màu trắng thôi, không có màu gì hết. Màu vàng ở đây thì không có. Mấy trái này sao không hái uổng quá ta. Ở đây mấy bông búp là quá trời luôn nè cả nhà. Anh không có ăn. Bỏ đây, trời ơi cái này. Ô, cái này là vừa ăn luôn rồi nè. Thấy không ai ăn hết. Nó để nó khô luôn cả nhà. Khô luôn. Bông đẹp ghê không. Bông này đây mới đẹp nè. Tháng khô mình mới lội xuống đây được nè. Còn tháng mưa là thôi bó tay. Rồi nó búp búp nó nở nè. Đã không? Bông bự lắm. Bàn tay em nè. Bự hơn nữa. Mấy cầu này anh làm để dẫn ra ao sen. Nhưng mà trời mưa là nó ngập hết. Không có thấy được. Bên đây là bụi tre làng. Có 3-4 bụi tre gì đó. Dưới đây y như là cái kiểu mà cá đó cả nhà. Cá đó mùa nó ngập lên tới đây nè. Đó bắt đầu nó đào hang ở trong đây. Đó nó trú còng với cá rồi đó cả nhà. Ở dưới những cái tán mà bụi tre nè. Tre này là tre chánh thống Việt Nam mình hồi xưa giờ. Không có lai cái gì hết. Nó lâu đời nó mới to như vậy nè. Rồi cái nhân vật cuối cùng ở đây. Ở đây có cây táo. Là cây điều ha. Điều ở đây anh trồng cũng nhiều lắm á. Cũng 5-7 cây, chục cây á. Nhưng mà có một cây điều này. Gốc tuy nó không nhỏ nè. Nó nhỏ nè, nó không có bự. Nhưng mà trái á, ăn ha. Rất nhiều, ăn quanh năm luôn á. Cả nhà mình thấy không? Đã không? Cái này là phải 1-2 ngày nữa ăn mới được. Đây 2 trái à, ngon lành. Dưới đây 3 trái. Wow. Cái nhà nhìn thấy đã không? Ở đây không phải là ở khu vực chuyên trồng điều như ở Đồng Nai đâu nha cả nhà. Ở đây mình ở Long An đó. Một khu vườn ở Long An á. Đây trái con à. Theo ảnh chia sẻ thì hôm nay ăn rất là nhiều luôn. Ủa đây có ổ chim. Ổ chim nè. Có trứng không? Ô có lúa. Ủa cái ổ chim này nó xong rồi nè. Cái này con đi rồi. Đây trái nữa nè cả nhà. Ủa
năm trái, nhìn ngon lành luôn. Cây gốc chút xíu à, ai mà thèm điều, nhìn đã thiệt. Đây, trái con có kiến vàng nhiều lắm nha cả nhà. Ở đây mình có kiến vàng dữ lắm. Ôi, cặp này nhìn mê thiệt chứ, quá trời đã luôn. Phía trước này phay mì, rồi trồng nhãn nữa, trồng nhãn nè. Còn đây là khoai mì, khoai mì này mình ngắt những cái đọt này nè, vô mình luộc ăn. Đó, mình hái với rau lan á, trồng ở trong vườn đó cái nè, vô luộc ăn ngon lắm. Phía kia là cây chùm ruột, cái lý này ha cũng lâu đời lắm nè, để nhẹ nó rụng luôn, kiến vàng quá. Đây trái lý này cả nhà, trong đây hơi tối nha cả nhà, mình thấy đứng ngay dưới đây đã không, cái mát rười rượi luôn á, ở ngoài nắng à, nắng kinh khủng luôn á, đây mát. Đây trái lý nè, trái này ăn rất là thơm nha. Em cũng mới biết ăn trái lý này thời gian gần đây thôi, chứ lúc trước còn không biết nữa. Đặc biệt là cái mùi nó thơm lắm. Ôi, đứng ngay đây thấy có trái chanh nữa nè cả nhà. Chanh, chanh nhà vườn trồng ha. Trồng cây này đủ mình sinh hoạt gia đình rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi trên cái tuyến đường này để cho hết cái con đường này luôn nha cả nhà. Mùa này em thấy hình như là hơi khô cằn sỏi đá đó cả nhà, không có nước luôn. Tới đây con đường rất nhỏ luôn, đi hầu như là gọi là con đường làng, con đường làng quê, chỉ có bà con mình sinh sống ở trong đây mới đi thôi. Ôi, bụi tre, bụi tre mà nó cũng đẹp như vậy nữa nè. Này chắc chủ cũng cắt tỉa cho có cảnh quan môi trường á. Phía trong là cái ao cả nhà, ao cạn nước rồi. Này là những luống khổ qua đã tàn rồi, qua này thu hoạch xong hết rồi, tàn rồi. Đi những con đường này là chỉ có mình ta với ta chạy thôi. Dưới quê mà nhà cửa không biết như thế nào, nhưng mà tường rào thì phải bao đẹp rồi đó. Đâu đâu cũng vậy hết á. Mình dạo là mình thấy những cái cổng rào, những cái khu vườn được rào chắn cẩn thận luôn á cả nhà. Hồi phía trước này gì đây, đúng cây. Thấy có một anh đang cưa cây. Wow. Cưa cây à, anh hạ những cái cây này, chắc chủ vườn kêu chủ nhà đó cả nhà. Rồi tới ngã tư nữa nè, ngã tư đường làng nha, mà đường đan rất là đẹp mà, chứ không phải đường làng là đường mòn đất đỏ như ngày xưa đâu cả nhà. Đâu đâu cũng thấy những cái bụi tre nè cả nhà, thấy phía ngoài nắng ghê không, ở trong đây thì mát rượi rượi luôn, không có ánh nắng lọt vào luôn, phải nói điều đó luôn á cả nhà. Ngay cây trứng cá nè, ngồi mà để cái bàn ở đây buổi trưa thôi, nghe tiếng chim kêu cạnh bờ ao, một không gian mình sống rất yên bình, quá đổi thanh bình nữa cả nhà. Bông này bông cải để dành làm giống nè. Đâu đâu cũng thấy tường rào che chắn. Phải nói là
một cái điểm nhấn ở quê hương á. Ông bà xưa có câu là kính cổng cao tường á cả nhà. Phía trước này mát nữa nè, có hàng cây me. Rồi bên đây nhà cột kiểu này thì chỉ có ngày xưa, ngày hồi đó mới có thôi. Còn vẽ lên đỏ đỏ xanh xanh đó cả nhà. Rồi tới đây là mình đi ra cái con đường lớn rồi. Một tuyến đường lớn để đi ra phía ngoài đó cả nhà. Có lẽ video clip kỳ này tới đây em xin tạm dừng lại nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo trên kênh để khám phá vùng quê yên bình ngày nay ở quê Hương mình nha.